Tại Mỹ, Nissan Kicks 2021 có 3 phiên bản gồm S, SV và SR. Giá khởi điểm của phiên bản S là 19.500 USD, tương đương 451,93 triệu đồng, cao hơn 430 USD 9,97 triệu đồng so với đời cũ. Mức giá này chưa bao gồm 1.095 USD, 25,38 triệu đồng chi phí vận chuyển. Mức giá thấp nhất của phiên bản SV, SR lần lượt là 20.700 USD, 479,74 triệu đồng và 21.320 USD, 494,11 triệu đồng. Cỡ nhỏ này cạnh tranh với các đối thủ như Kia Soul, Hyundai Venue, Honda HR-V, Mazda CX-3. Về thiết kế, ngoại hình của 2021 ấn tượng và cá tính hơn so với đời cũ. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion kép, cụm đèn pha LED hoàn toàn mới. Hai hốc hút gió phía trước đậm chất thể thao, đèn sương mù LED cũng được thiết kế lại. Ở đuôi xe, thay đổi đáng chú ý nhất là cản sau hoàn toàn mới, đèn hậu cũng được tinh chỉnh. Mâm xe mới bằng thép với đường kính 16 inch, phiên bản S và hợp kim 17 inch phiên bản SV, SR với hai tông màu trông bắt mắt hơn. Di chuyển vào cabin, ghế ngồi vẫn được bọc vải nhưng một số chi tiết nội thất có cách trang trí mới. Cụm đồng hồ kỹ thuật số là màn hình 7 inch, màn hình giải trí 8 inch, tích hợp sẵn Android Auto và Apple CarPlay. Hệ thống âm thanh Bose và màn hình quan sát xung quanh được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Đồng thời, SUV này còn có thêm cổng sạc USB Type-C. Sức mạnh của Nissan Kicks 2021 vẫn đến từ động cơ 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên với dung tích 1,6 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực, mô men xoắn cực đại 155 Nm. Sức mạnh này được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên liên tục Xtronic. Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp của Nissan Kicks 2021 là 8,6 lít xăng trên 100 km. Bên cạnh các tính năng an toàn như đời cũ, Kicks 2021 có hai thay đổi gồm hệ thống phanh đĩa phía sau mới và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh.